Hi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Ngày hôm nay nhá, chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm một món ăn. Mình nghĩ rằng là thật ra là món ăn này thì đã hot 1-2 năm trước rồi. Hôm nay thì mình sẽ có một con ngan rất là to béo ở đây, thì mình sẽ làm 3 món luôn mọi người ạ. Món đầu tiên đó chính là ngan cháy tỏi này. Món thứ hai đấy là canh măng tiết với cả thịt ngan. Và món thứ ba đấy là món lòng ngan xào giá. Đó, như vậy là chỉ với một nguyên liệu thôi mà chúng ta có làm được rất là nhiều món. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nhá. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta cần để làm món ngan cháy tỏi này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ cần một con ngan rất là to, rất là béo ở đây. Bước thứ hai đấy là chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cần rất là nhiều tỏi. Hôm nay là mình mua cái tỏi tép to như thế này. Thì các bạn có thể mua tỏi ta nhá. Tép nó nhỏ hơn nhưng mà sẽ không thái lát được. Đó, chúng ta sẽ có măng này, có tiết để nấu canh, sẽ có lòng mề ga của ngan, các cái loại gia vị để mình ướp với ngan. Và cái món ăn này thì ngon nhất là chúng ta sẽ ăn kèm với bún với cả các loại rau thơm. Mình đã có một con ngan rất là sạch và mình đã rửa ở đây rồi. Tuy nhiên các bạn nhớ nhá, với ngan và vịt thì trước khi mà chế biến thì các bạn làm cho mình thêm một bước. Đấy là chúng ta sẽ vệ sinh ngan với vịt này với cả rượu và gừng. Thì mình sẽ cho vào một cái xô bằng một cái chậu như thế này. Mình đã chuẩn bị gừng băm này, các bạn sẽ cho hết vào trong con ngan. Với cả các bạn sẽ cho rượu trắng nhé, các bạn sẽ cho rượu vodka hay là rượu nếp gì cũng được. Cái lúc này ấy, thì các bạn nên đeo găng tay nhé, tại vì là cái gừng với cả cái rượu này nó nóng lắm. Chúng ta sẽ massage đều con vịt này để cho nó khử hết những cái mùi hôi. À, con ngan chứ. Thì là món này ấy, mà nó hôi, mùi ăn rất là kinh. Lúc mà các bạn nấu lên ấy, mùi ngan vịt này hôi thì kinh lắm. Các bạn sẽ để phần ngan này ướp khoảng 30 phút nhé, để cho nó hết được cái mùi hôi. Thì trong thời gian này thì mình sẽ làm một cái mà để ăn kèm với cả ngan, đấy là măng chua. Ở đây thì mình có một cái gói măng chua thái sẵn như thế này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ mình sẽ bỏ nó ra để ngâm với cả tỏi này, giấm này, đường này, ớt này. Các bạn sẽ bỏ ra nhưng mà các bạn nhớ là phải chắt hết cái nước chua của nó đi nhá. Các bạn sẽ chắt hết sạch nó đi. Đấy, ở đây thì mình ấn này cho nó chắt hết cái nước chua này đi. Giờ thì chúng ta sẽ đi ngâm cái măng này nhá. Cái này thì tùy khẩu vị của các bạn thôi. Nhưng mà mình sẽ để cái công thức mà mình ngâm măng ở bên này để cho các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể gia giảm tùy giấm hay là đường làm sao cho nó phù hợp với cái khẩu vị của mình nhá. Cái măng ngâm này phải nhiều tỏi với cả nhiều ớt này mới ngon. Đây, các bạn sẽ cắt ớt ra, sau đó thì các bạn sẽ băm nhuyễn hoặc các bạn để miếng cũng được. Các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp măng ngâm này lên nhá. Wow. Để cho màu đẹp hơn ấy thì các bạn có thể cho thêm vào đây một xíu tương ớt cũng được. Thì cái màu nó sẽ có màu đỏ dung hòa đẹp hơn. Sau khi mà phần ngan mà các bạn đã ngâm với cả rượu gừng sạch sẽ và các bạn đã rửa lại rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến bước sơ chế nhá. Bình thường là sẽ làm ngan luộc thì sẽ ngon hơn, nhưng mà tại vì là nếu mà luộc chỉ có nửa con sau đấy thì nấu măng ấy thì nước nó sẽ không ngọt, cho nên là hôm nay mình sẽ làm dạng nấu. Trước khi mà làm dạng nấu thì bây giờ cả hai cái phần nửa ngan này thì mình sẽ đều cần chặt ra. Các bạn cứ chặt ra cái miếng vừa ăn. Những bạn nào mà muốn ăn ngan cháy tỏi mà các bạn muốn ăn lọc xương thì các bạn cũng có thể lọc xương ngan và các bạn ăn cũng được. Mình đã chặt ngan xong rồi đây mọi người. Với canh ấy thì mình chặt miếng nó to hơn, còn với ngan cháy tỏi thì mình còn lọc xương luôn và mình cắt cái phần lườn ngan như thế này một chút nữa ăn thì sẽ tiện hơn. Đó, bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần ngan cháy tỏi này trước nhá. Còn cái này thì mình sẽ để sang một bên. Phần ngan cháy tỏi này để mà ướp ấy thì nguyên liệu ướp của mình nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là mình sẽ cho vào đây là dầu hào. Dầu hào thì với nửa con ngan như thế này thì mình sẽ cho vào đây khoảng tầm 3 thìa canh dầu hào. 2 thìa canh mật ong. Mật ong này thì sẽ giúp cho cái thịt ngan của các bạn nó được săn và màu khi mà một chút nữa rán lên ấy nó sẽ có màu nâu rất là đẹp. Ngũ vị hương, nhưng mà mình sẽ cho rất là ít thôi các bạn ạ. Mình sẽ chỉ cho khoảng tầm 1/2 thìa cà phê như thế này để nó tạo mùi hơi thoang thoảng nhẹ nhẹ thôi. Các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Chúng ta sẽ ướp cái phần thịt ngan này trong vòng 30 phút mọi người nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần ngan để nấu canh. Phần này thì đơn giản rồi. Nấu canh măng ngan này thì mình nghĩ rằng là nhà nào cũng biết nấu luôn. Đầu tiên là với phần ngan mà các bạn đã chặt để nấu canh này, các bạn cứ cho hết vào nồi. Các bạn sẽ xào sơ cái phần ngan này với bột canh và hạt nêm để cho cái ngan này nó ngấm hơn nhá. Các bạn sẽ nêm vào đây 1 thìa bột canh này, 1/2 thìa hạt nêm, rất là đậm đà luôn. Các bạn đừng lo mặn, tại vì một chút nữa chúng ta sẽ còn cho nước vào nấu với măng nữa ấy, cho nên là nó sẽ không mặn được đâu. Vợ chồng mình là những người rất thích ăn bún ngan mọi người.
Hồi còn ở Hà Nội thì bọn mình hay ăn mấy hàng, ví dụ như là có một cái hàng thích nhất đấy là hàng ở 65 Lý Nam Đế. Hàng đấy hình như là bọn mình cũng đã quay vlog lên rồi thì phải. Hàng đấy thì ăn nó vừa sạch sẽ này, có cả tiết canh này, xong rồi bún ngan đấy thì rất là ngon, ngồi thì còn điều hòa mát mẻ nữa. Cái ngan luộc ấy thì ăn nó sẽ vị nó sẽ ngọt, còn nó sẽ thanh, chứ nó sẽ không mỡ với cả nó đậm đà như kiểu mình nấu canh như thế này. Nhưng mà các bạn biết đấy, là ở ngoài hàng ấy người ta luộc thậm chí nhiều lúc có mấy chục con ngan liền, cho nên là cái nồi nước dùng rất là ngon luôn. Còn ngược lại thì mình nấu ở nhà thì chỉ có từng này thôi, cho nên là nấu theo cách này thì cái nước canh của các bạn nó sẽ ngon ngọt hơn. Nhưng mà mỗi tội là chúng ta sẽ không có cái món kiểu ngan luộc để mà ăn, thay vì đấy là ngan nấu. Các bạn sẽ đổ nước vào trong nồi ngan này. Mình sẽ cho vào đây thêm vài lát gừng với cả mấy cái nấm hương, một cái nấm hương để cho cái nước canh này nó sẽ ngon và ngọt hơn. Không biết nhà các bạn còn nấu theo kiểu như thế này không? Nếu mà nhà các bạn nấu theo kiểu gì thì các bạn hãy chia sẻ bên dưới phần comment cho mình biết nhé. Trong thời gian mà đang nấu canh ngan và chờ ướp ngan thì một nguyên liệu quan trọng nữa đấy là tỏi, đúng không? Chúng ta sẽ phải sơ chế tỏi. Hôm nay thì mình mua cái tỏi này thì người ta gọi là tỏi tàu mọi người ạ. Cái tỏi những cái tép nó to như thế này này. Còn thường là tỏi ta ấy, nó là những cái tép nó rất là nhỏ. Nhưng mà có một cái đặc trưng của tỏi ta là tỏi ta thơm hơn rất nhiều nhá. Thơm hơn và ngọt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn nào mà thích ăn cái ngan cháy tỏi mà kiểu như là cái tỏi nó từng lát mỏng vàng chiên vàng lên ấy, thì các bạn phải chọn tỏi này. Còn tỏi kia thì các bạn chỉ hơi đập dập nhẹ, sau đó thì chúng ta chiên vàng lên thôi. Thì hôm nay thôi mình chọn tỏi này cho nó đẹp mắt, coi lên nó sẽ đẹp mắt hơn là tỏi kia. Thì cái lượng tỏi này tùy vào sở thích của các bạn thôi. Các bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Ăn tỏi thì rất là tốt mọi người ạ. Và mình biết được rằng là có nhiều người khi mà họ còn đang ốm ấy thì họ ăn tỏi sống nữa. Mình nghĩ rằng là khoảng tầm 3 củ tỏi như thế này là ok rồi. Một cái ngan Xôi vớt bọt nhé, mọi người nhớ chú ý vớt bọt nữa để cho cái nước canh nó được trong. Khi mà đã sôi lên rồi thì mình sẽ hạ lửa xuống và để ninh ngan trong khoảng tầm từ 30 đến 40 phút. Thú thật với mọi người, đây là lần đầu tiên mình làm ngan cháy tỏi luôn. Và đây là cái cách làm của nhà mình. Bạn nào mà kiểu mở quán hay là các bạn có cái cách làm nào hay ho hơn thì các bạn chia sẻ cho mình biết với nhé. Hoặc là cái công thức tổng ướp của các bạn như thế nào ấy thì các bạn cũng chia sẻ cho mình để mình có thể hỏi thêm. Nước này nó có cái gừng ấy mọi người, cho nên là thơm lắm. Thơm tỏi. Sau khi mà các bạn cắt xong thì chúng ta sẽ thái lát nhé. Đây, nếu mà bạn nào có cái bào ấy thì các bạn bào cũng được, còn không thì chúng ta sẽ rèn luyện tính kiên trì và chúng ta sẽ thái lát như thế này. Tỏi mình đã thái trong này rất nhiều luôn, tí nữa ăn tha hồ thơm với cả đã. Ở bên này thì là cái thân tỏi này mình chừa ra để mình sẽ pha nước chấm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến bước rất là quan trọng, đấy là pha nước chấm để cho món ăn này nhá. Mình đã có gừng này, tỏi và ớt rồi. Tỏi thì mình cho một số lượng khá là nhiều, tại vì là mình thích ăn nhiều tỏi ấy. Ớt thì mình chỉ cho khoảng tầm hơn một quả thôi, bỏ hạt ra các bạn nhé. Các bạn sẽ cho vào hết một cái cối xay, hoặc là các bạn cho vào một cái cối để chúng ta giã cũng được, hoặc các bạn băm cũng được, làm gì cũng được, miễn là các bạn có thể làm nhuyễn cái hỗn hợp này ra với nhau. Đầu tiên thì mọi người sẽ cho vào đây một thìa canh đường. Mọi người sẽ cho một thìa canh đường này, 10 thìa nước lọc. Khi mà đường đã tan rồi ấy, thì các bạn sẽ cho vào đây là 2 thìa nước mắm nhá. Bình thường nếu mà nhà mình mà ăn nem ấy thì vẫn công thức như thế này, nhưng mà bọn mình chỉ cho một thìa nước mắm như thế này thôi, thì cái nước mắm nó sẽ là nước mắm ngọt, ăn nem rất là hợp. Còn với món này thì phải ăn hơi mặn một chút, thì bọn mình sẽ cho 2 thìa nước mắm. Mình sẽ vắt vào đây khoảng tầm nửa quả chanh bắp. Cái này thì tùy sở thích của các bạn, nếu mà các bạn thích ăn chua nhiều thì các bạn có thể vắt mà một quả cũng được. Để tạo thêm màu ấy thì mình sẽ cho vào đây tương ớt. Nếu mà các bạn có cái tương ớt ăn phở của miền Bắc ấy thì các bạn cho vào đây sẽ rất là hợp nhá. Ôi trời ơi, cái lọ tương ớt nhà tôi hết mất rồi. Ôi may quá, vẫn xịt ra được một ít. Đó, các bạn thấy không, là khi mà chúng ta cho tương ớt vào ấy thì cái nước mắm của chúng ta nó sẽ chuyển sang màu cam đỏ như thế này. Và cuối cùng rất là đơn giản thôi, là chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp tỏi với cả gừng với cả ớt chúng ta đã xay lúc nãy vào. Wow. Các bạn thấy không, là khi mà bạn xay nhuyễn ra ấy, cho vào hỗn hợp này rất là ngon luôn. Ban nước chấm vịt ngan xuất sắc.
Không biết là ở trên kênh YouTube của mình ấy có bạn nào mà thích chấm ngan với cả vịt với cả xì dầu tỏi ớt như mình không? Như mình ấy là một người lại rất là thích ăn cái xì dầu mà chấm với cả ngan vịt này, cho nên là mình sẽ làm thêm một bát nữa. Đó. Thì đây là cái phần tỏi ớt mình xay thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ nước tương vào là xong. Cái này thì siêu đơn giản rồi. Wow, thật là nhiều tỏi. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong, hoàn thành xong hai bát nước chấm cho món ngan cháy tỏi này rồi đấy. Sau khoảng 40 phút thì phần ngan này đã chín mềm rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho măng vào. Hôm nay lẽ ra thì mình chỉ định nấu măng xé thôi, nhưng mà một gói thì mình cảm thấy hơi ít, cho nên là đang có sẵn gói măng thái lát, thì cho nên là mình sẽ cho vào luôn. Các bạn sẽ cho vào đây và sau đó thì chúng ta sẽ nấu tiếp nha. Ui, thơm nước mũi luôn mọi người ạ. Canh thì đang nấu rồi, nước chấm thì cũng xong rồi. Một chút nước cái lòng xào giá thì đơn giản rồi không nói. Còn đây sẽ đến cái bước, cái món mà sẽ mình muốn lan tỏa cái gì? Cái sự tích cực này từ cho tất cả các bạn đang xem. Đấy là cái mùi thơm khi mà chúng ta chiên tỏi với cả rán ngan. Món này thì các bạn phải chấp nhận là chúng ta sẽ phải chiên hơi nhiều dầu một chút thì nó mới ngon. Đó. Đây mình sẽ cho dầu vào trong chảo. Các bạn chọn một cái chảo sâu lòng cho nó đỡ tốn cũng được. Mà cái này đúng là phải nhiều dầu lắm luôn đấy. Bây giờ chờ dầu sôi, dầu nóng lên thì mình sẽ chiên tỏi trước. Với cái chiên tỏi này thì nó sẽ rất là nhanh vàng và nhanh cháy. Chính vì thế mọi người nhớ là chúng ta chỉ để lửa khi mà chiên tỏi ở mức lửa vừa thôi nhá. Các bạn nhớ lúc chiên tỏi này, các bạn đảo nhẹ nhàng như thế này để cho tỏi nó được vàng đều ấy. Chúng ta sẽ chiên tỏi đến khi mà tỏi hơi ngả màu vàng này một chút thì các bạn vớt ra luôn nhá. Thì các bạn đừng để ở trong chảo mà tỏi nó vàng hẳn luôn ấy, thì một chút nữa bỏ ra thì nó sẽ bị cháy. Đây như thế này là được rồi này. Bây giờ mình sẽ nhanh tay mình vớt ra, không cháy mất. Các bạn sẽ cho dầu thật là nóng nhá. Và chúng ta sẽ cho toàn bộ chỗ ngan mà chúng ta đã ướp vào và sẽ chiên cái phần ngan này. Các bạn chiên cái ngan đấy thì sẽ mất trong khoảng tầm từ 20 đến 25 phút. Tùy vào cái việc là các bạn thích ăn ngan nó sẽ cháy, nó sẽ khô nhiều hay là khô ít nhá. Ở đây thì mình sẽ ăn nó tương đối là sẽ khô, cho nên là mình sẽ để khoảng tầm 25 phút. Đó, cứ để đấy cho cái ngan nó tự sôi, nó tự chín thôi. Thơm quá. Màu cũng rất là đẹp nữa. Chút nữa khi mà rán xong nó sẽ có màu nâu cánh rán ấy. Khi mà nồi canh măng này của chúng ta đã gần chín rồi ấy, thì các bạn sẽ cho tiết vào nhé. Tiết này thì mình đã là tiết được hấp sẵn ở ngoài rồi, cho nên là khi mà các bạn gần chín các bạn chỉ việc cho vào để tiết nó nóng thôi. Nó sẽ áo cái phần lớp mỡ ngan này này. Trời ơi, bát canh này mà ăn với bún thì hết nước chấm luôn đấy. Đó mọi người thấy không, là sau khi chiên thì nó sẽ có cái màu cánh rán như thế này rất là đẹp. Tại vì nó có mật ong ấy, cho nên là nó sẽ có cái màu như thế này. Mọi người vớt ra nhá. Nếu mà mọi người ăn khô nữa thì mọi người để thêm cũng được. Nhưng mà mình thấy là tầm này là vừa rồi. Ok, vớt ra để thấm dầu ha. Chấm nước mắm, cái mắt không chấm. Tỏi ngon nhỉ. Em nhân tỏi. Chấm với các nước mắm. Cái này có hai loại nước chấm nữa, hay cái này mình chấm. Chấm gì cũng được mà. Chấm nước mắm ngon hơn. Ngon nhỉ. Chấm nước mắm sẽ ngon hơn. Tại vì cái này anh ướp không có vị mặn ấy. Đấy nó cũng có hơi vị chua chua một chút vào nữa ấy. Cân bằng lại rồi. Thì bố Kiên nấu rất nhiều ở nhà. Có một cái đấy là bình thường khi mà ăn những cái ngan vịt mẹ heo rất là ít khi ăn, tại vì là
phần ho ấy mọi người. Cái phần ho ấy, nó hay bị mùi ấy, cho nên là bị heo. Ít khi ăn được lắm, cái này có bị không? Không. Thật không? Không bị mùi đâu. Không bị đúng không? Thế vì là trước khi nấu ấy mọi người, mọi người nhớ là cắt cái ho đi, anh bỏ hẳn cái ho đi luôn. Cho nên là không bị nhỏ. Đây, lòng mề xào giá. Cái này thì bình thường rồi, ăn với cơm rất ngon. Ngon nhỉ, lòng mề xào giá ngon. Có những cái miếng mình đã lọc thịt ra vì không có xương ấy, thì các bạn gắp lên xong rồi ăn cùng với cái tỏi chấm với xì dầu thử xem. Lúc đầu mình ăn món này ngoài Hà mình tưởng là cái này là người ta kiểu như là nướng kiểu như là bún chả hay như nào ấy nhở, nhưng mà hóa ra là không phải, đúng không? Rồi bây giờ bọn mình sẽ ngồi ăn hết cả cái mâm này đây, không thật ra là sẽ chia lên cho mang lên cho các ông bà nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này, và nếu mọi người có làm theo món ngan cháy tỏi này, canh măng ngan và lòng mề xào giá này thì mọi người tag cho mình vào nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hãy nhớ ấn nút like này, subscribe, click vào chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Tạm biệt mọi người, bye bye.